bảo mỗi người đi một xe là hợp lý, chắc là bọn chị đi bộ luôn chứ nhỉ? Đi một xe là hợp lý, chắc phải không lên được đâu. Đi lên lâu thì đi xuống nhanh mà nhỉ? Đi lên lâu hơn. Mưa thì chịu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.